Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của Phước Trường Cinema. Hôm nay Phước Trường lại gặp một vị cao nhân nữa để giới thiệu cho mọi người biết. Hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là đi tìm hiểu và các kỹ thuật và lý thuyết về nhiếp ảnh cơ bản. Và giới thiệu với mọi người đây là anh Lương Quang Trung. Hiện giờ anh đang là quản lý thiết bị của công ty Điện Quân Media nha. Xin chào anh Trung, giới thiệu ít về mình. Đăng quá, thôi bình thường thôi, bạn giới thiệu hết rồi, có gì nữa thôi. Đúng rồi, hiện giờ anh đang quản lý phòng thiết bị cho team quay phim thôi. Thì vô nộp hồ sơ xin việc thì phải qua anh trưởng phòng là anh Boss Giang Trường của chúng ta. Thôi bây giờ mình quay về chủ đề của nhiếp ảnh hôm nay đi. Thì trước đây anh Trung là đã là giảng viên chuyên dạy về lý thuyết nhiếp ảnh phải không? Đúng rồi, dạy ngoài Hà Nội á. Ở viện điện Hà Nội chính là mình dạy mấy năm rồi, dạy 2-3 năm rồi. Sau đó mới vô đây rồi mới đầu mới đi mới đi làm, làm cái công ty trước là ở ngoài Hà Nội. Vậy là cái học trường ngoài Hà Nội luôn? Không, học ở đây, học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Ủa vậy hả? Ở đường Nam Quốc Cang á. Đường Quốc Cang, quận 5, đâu quốc nói. Nói chung nó gần cái chỗ cao đẳng văn hóa nghệ thuật được Nam Quốc Cang ở gần ngay cái Bùi Thị Xuân đó. Bùi Thị Xuân với lại Cống Quỳnh rồi đó. Anh Trung biết học từ khóa bao nhiêu anh? Năm 2001. Rồi 2001 lúc đó mình mới 11 tuổi. Đó, các bạn thấy không? Cao nhân ẩn mình quản lý thiết bị. Đó. Mình biết được anh Trung là hồi xưa cũng vô đây là một nhiếp ảnh gia, cũng là anh chụp hình. Cũng giấu nghề dữ lắm á. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề là nhiếp ảnh cơ bản về cái xử lý đèn flash khi chụp hình. Thì nãy giờ mình cũng có nhiều thắc mắc để muốn hỏi anh Trung là xử lý cái đèn flash để khi chụp hình như thế nào, khi đi chụp việc như thế nào và khi đi chụp chân dung cũng như thế nào đó. Thì anh Trung có thể chia sẻ sơ qua về những cái kỹ thuật dùng đèn flash được không? Đấy, ví dụ như mình muốn chụp trực diện một cái chụp thể nào đó thì chúng ta phải tìm hiểu cái đèn flash thông thường khi mà chúng ta chụp nó dễ bị tình trạng là dư sáng hoặc thiếu sáng này kia đó. Đây là một cái flash rồi, nếu mà cái flash trên máy thì sẽ chỉnh cái chế độ video thì cơ thể nó sẽ tốt, ánh sáng nó sẽ tự động, nó sẽ cân bằng cho mình. Nếu mà một cái flash rời như vậy thì chúng ta cũng quen sử dụng thì rất là dễ bị tiên sáng hoặc là chỉ sáng được các thứ. Thì mình sẽ chỉ các bạn một cái với lại chỉ cho một trường một cái phương pháp để mình có thể hiểu được cái đèn ở mức độ nào đó để mình chụp mà nó không có bị quá dư sáng, dư sáng hoặc là cháy sáng. Thế mình chụp mà xong rồi mình chụp đi chụp lại thì mất uy tín lắm rồi. mình chụp một phát ăn liền thì người ta mới nể. Để kể từ cái thời kỳ mình mới dùng cái đèn flash lần đầu tiên thì mình cũng nghiên cứu về lý thuyết nhiều thôi, nhưng mà khi thực hành thì lúc đó mình không có điều kiện, cũng như không có làm trong công ty là không có gì hết. Thì mình nhận một cái sự kiện đó, vậy là mình mua một cái flash luôn về mình áp dụng, dùng thử, mình dùng mình chơi luôn, làm thực hành tại chỗ luôn chơi. Nhưng mà kỹ thuật mình thì mình thực hành nhiều cho nên mình cứ chụp cam coi cái đủ sáng hay không, thì mình quá dư thì mình giảm khẩu lại, giảm khẩu trên máy xong rồi giảm khẩu trên flash. Nhưng mà kỹ thuật đó anh nghĩ là về thực hành, về lý thuyết thì như thế nào? Nếu thực hành thì em phải đi chụp lại 4-5 tấm thì mới ra được một tấm hình chính xác. Thì bây giờ anh Trung có thể chia sẻ cái đó là cái vui đó. Cái đó là chụp 4-5 tấm, ăn được 1 tấm thì người ta không có kiểm tra mình thì còn được. Nếu mà người ta coi liền là mất uy tín luôn. Mình chụp phát là mình sẽ ăn liền. Chắc cái đó là cũng anh nghề, nếu mới vào nghề thì chắc cũng có thể cũng trải qua kinh nghiệm như vậy ha. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cơ bản là cái đèn thì thường nó sẽ có một cái gọi là cường độ của nó, người ta ghi tắt là day number. Các bạn có thể ghi cái mã hiệu của cái đèn, sau đó lên trên Google gõ và ghi tiếp cái chữ day number. Day hướng dẫn, day number dẫn, number là số đó. Các bạn cứ ghi vào day number của cái đèn theo cái mã hiệu của cái đèn, nó sẽ cung cấp cho các bạn biết cái gain number của cái đèn. Thì gain number thường nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái gì? Bởi cái zoom nữa. Chứ
không phải chỉ là mỗi cái không thôi. Sử dụng là hiện lên cái thông số của cái tiêu cực đúng không? Tiêu cực của đúng rồi. Sử dụng là khi thì bây giờ đang là 24, các bạn nhìn cái đầu đèn nha. Nếu mà bây giờ mình chỉnh nó khác đi, các bạn thấy cái đầu đèn. À, nó từ 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 từ. À, phía trong. Đó nó chạy ra chạy vô các bạn ha. Ồ. Các tiêu cực khác nhau thì nó sẽ khác nhau. Ví dụ như ở tiêu cực đây mình để ở tiêu cực 200. Thì khi 200 á là nó thụt vô. Nó thụt vô giống như cái súng nòng nó càng dài thì nó bắn càng xa đó, thì nó thụt vô trong. Nói chung nói như thế mình mới để ý luôn á. Bắn 200. Mình chỉ cái này nhiều rồi nhưng mình không có để ý cái này là cái tiêu cực. Khi á mà chúng ta để ở cái tiêu cực rộng á. Ví dụ như đây là tiêu cực rộng nhất là thì các bạn thấy là nó thòi ra phía trước. Thì như vậy thì khi lúc ánh sáng phát ra thì nó sẽ tản rộng ra. Tản rộng ra. Thì còn cái kia thì đương nhiên nó sẽ nhỏ, ánh sáng nó sẽ nhỏ hơn. Okay. Thì có nhiều người ứng dụng cái này cũng rất hay, cũng là ví dụ như các bạn để cái chụp ở cái khung hình rộng nhưng để ở cái đầu đèn nó nhỏ đó, chúng ta sẽ có cái người ta gọi là cái ánh sáng nó chỉ có một vòng thôi, một chút nhỏ thôi, còn xung quanh nó tối hết nguyên hình. Thì như cái lá khẩu của mình gọi là ánh sáng điểm á, ánh sáng điểm nó cũng rất là ấn tượng trong cái việc mình chụp. Nhưng mà để cho mọi người thấy chi tiết rõ hơn, đây là anh Trung đang cái chế độ zoom là cái chế độ là mình nhìn lên nha. Đây đây. Bấm cái chữ zoom. Đó, trước khi nó đen như vậy bắt đầu chúng ta sẽ xoay cái bánh xe. Thì cái này nó có zoom auto nữa, tức là khi mình để auto thì cái trên ống kính của chúng ta là thì nó không có zoom không? Thì chúng ta zoom là nó zoom theo. Nhận tiêu cực bao nhiêu thì nó sẽ nhận auto nó nhận. Thì đây là những cái dòng đèn đồng bộ thì nó mới có zoom auto như vậy. Ở cái này mình hơi đi hơi xa cái phần zoom rồi. Ok. Thì ở đây á là cái cường độ đèn nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần zoom. Gần bơ nó sẽ bị ảnh hưởng bởi phần zoom. Cho nên nhiều khi các bạn lên coi các bạn thấy ghi là gai number 5 gai number 60. Xong rồi nó ghi thêm cái tiêu cự nữa là ví dụ như nó ghi là 200 mm. Thì các bạn phải hiểu rằng nó sẽ đạt được cái gai number 60 khi mà nó ở cái zoom này là zoom 200. Còn nếu như chúng ta ở một cái zoom mà nó là 24 hoặc là cái zoom góc rộng á thì cái cường độ của nó sẽ không có mạnh bằng 60 như vậy. Ta phải hiểu cái gai number nó ấy như vậy. Thì bây giờ á chúng ta sẽ tưởng tượng như là chúng ta không biết về cái đèn này đi ha, và chúng ta sẽ mở ở một cái zoom là 20, chúng ta để ở 20. Sau đó chúng ta sẽ test thử coi cái đèn này là gai number bao nhiêu. Thì cái phương pháp như thế này là chúng ta sẽ gắn nó lên máy. Chúng ta để chế độ ở để cái ISO nó các bạn nhìn đây. Chúng ta sẽ để ISO ở mức gọi là 100. 100 ISO 100 thôi. Chúng ta sẽ để ISO 100. Rồi, sau đó chúng ta sẽ để ở một cái khẩu độ nào đó. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ để ở khẩu độ là chúng ta sẽ để ở khẩu độ là 4 cho nó tròn ha. Còn tốc độ thì chúng ta sẽ để tốc độ ăn đèn này thì bây giờ các bạn có để hơn đi chăng nữa thì khi các bạn chụp với đèn á tự động nó sẽ nhảy về thôi. Không có tốc độ ăn đèn mình chỉnh như thế nào ở đây các bạn ấy, tốc độ ăn đèn thì bây giờ tại vì cái đèn này là cái đèn nó cũng tốt á, nó có cái chế độ side flash ở hai side flash nó có thể nhảy ở tốc độ cao hơn tốc độ ăn đèn. Nên thôi vậy bây giờ để cho đơn giản cái câu chuyện tại vì nó dài lắm. Chia ra nhiều đoạn sẽ nói về đưa nó về cái đèn cơ bản thôi, tức là nó không có sai lắm. Thì khi chúng ta để 500 này, đúng không? 500 để vậy. Thì khi chúng ta chụp nó tự động nó sẽ nhảy về cái tốc độ đó, các bạn thấy không? Vừa bấm một cái là nó nhảy về cái tốc độ 180 để nhận nè. Bây giờ chúng ta sẽ rút cái đèn làm lại nữa. Đó, chúng ta để 500 nè, thấy không? Rút đèn ra là nó 500, nhưng khi gắn đèn thì nó lại là 180. Nè, chưa đúng không? Đúng rồi. Bấm một cái. Tại vì nó giới hạn như vậy. Thế nên mình chỉnh chế độ đồng bộ chưa? Hay là mình tự động có giới hạn? Cái không, cái đèn này, cái đèn nó đi với lại cái gọi là nó for canon. Tuy là nó là đèn Trung Quốc nhưng mà nó hỗ trợ cho cái dòng Nikon
cho nên nó sẽ cho phép mình chụp ở tốc độ cao như vậy luôn. Nếu mình chỉnh ở trong cái phần size này nè, thì nó vẫn để ở 500 cho mình chụp ISO đây mình nhưng mà ở đây nó sẽ chia cái phần đèn nó sâu lắm, cái này nó sâu quá, cho nên chúng ta sẽ tự nhiên chủ đi tự mình sẽ từ từ ha, từ từ những phần tiếp theo ha. Thì cái phần bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ đơn giản thôi, tức là nó giới hạn cái phần tốc độ đèn đi. Ok, sao ha. Và bây giờ chúng ta sẽ chụp thử với một đối tượng nào đó. Và cái cách là gì? Đúng chúng ta chụp một cái ở một cái khoảng cách nào đó mà chúng ta có thể án chừng được. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ biết cách đối tượng ba bước chân thì chân của người lùn thì không biết, nhưng mà như mình á thì nó sẽ là khoảng là 3 mét. Cái gì? À, một bước là 1 mét, một bước là 1 mét, 3 bước là 3 mét, thì cái đứa cũng 3 mét như vậy. Tôi chụp đối tượng, ví dụ như tôi chụp đối tượng mà bị mà đúng sáng á thì tôi sẽ xem cái hình lại, tại vì cái máy 3 mét chụp số, ta sẽ xem hình lại mà chúng ta thấy đúng sáng ok ngon thì chúng ta sẽ lấy cái khẩu độ 4 mà chúng ta nhân cho cái khoảng cách là 3 mét là chúng ta có được cái con số, thì cái con số đó chính là guy number của cái đèn. Mà hiểu không? Trường hiểu không? Chưa hiểu lắm, giải thích lại đã. Bây giờ là để khẩu 4. Xong rồi mình tính xác định từ vị trí của mình, người chụp, và xác định chủ thể là 3 mét. Đúng rồi. Thì lấy khẩu 4 nhân cho 3 là ra 12. Nhưng mà với điều kiện là phải đúng sáng nha. Nếu như sai sáng thì sao? Ví dụ như thiếu sáng thì sao? Thiếu sáng, nếu các bạn chụp lên các bạn thấy nó tối thì các bạn sẽ kêu đối tượng lại gần mình hơn chút xíu. Hoặc là mình không muốn đối tượng của mình phải đến đúng rồi, gần đến gần để làm gì? Để mình chụp làm sao cho cái đèn nó chụp chúng người ta mà cái hình của mình đúng sáng, thì từ cái điểm đúng sáng đó mình mới lấy cái giá trị đó mình nhân. Ví dụ như bây giờ chụp một cái tối bụng sẽ tiến lại còn 2 mét thôi. Người chụp và người được chụp sẽ cách nhau 2 mét thôi, và lấy cái số 4 đó nhân cho 2 mét thì nó ra được cái khẩu độ, nó ra được cái guy number là trên 8, coi như là 1/8. Sau đó mình sẽ sử dụng cái guy number đó ở mọi tình huống chụp khác. Ví dụ như bây giờ mình được 8 đi, mình được 8 mà mình đứng cách đối tượng là 6 mét thì sao? 6 mét không được, 4 mét đi. Cách đối tượng 4 mét đi, thì mình lấy 8 mình chia cho 4, tức là mình để khẩu độ 2 thì mình chụp cái đúng sáng. Khẩu độ 2 là trên flash thôi. Trên máy á. Lên, ví dụ lên mình khẩu 4 thì hết mình chụp 2 sao? Tình huống nó xảy ra thì sao? Chúng ta sẽ tăng 1 ISO. Chúng ta sẽ tăng 1 ISO lên 100 lên 200. Chúng ta tăng 1 ISO lên để cứu lại cái khẩu độ bị thiếu đó. Thì ví dụ như 2.8 thì mới đúng. Còn 2 qua 2.8 là 1 khẩu nha. Còn đừng có tưởng nha, 2 qua 2.8 là 1 khẩu. Lên khẩu và từ 2.8 lên 4 là 1 khẩu nữa. Thì chính như vậy thì chúng ta sẽ tăng ISO là 200 là chưa đủ, phải là 400 thì nó mới đủ. Đó là một ví dụ. Rồi bây giờ làm thử thì mới biết được là cái này là bao nhiêu cao. Anh chờ đứng rồi. Ngồi đây. Mình chụp thử tên trong nhà bước nha. Đúng rồi. Đây. 1 2 rồi 2 thôi. Đây, đây. Chụp lên. Rồi. Đấy bé. Đi sao bởi vì đang bị khẩu mấy. Đây các bạn, đang để khẩu 4 và cái hình chúng ta bị cháy bét. Rồi bây giờ cháy như vậy mà cái không gian ở đây của mình á, nó không thể nào lui được nữa. Bây giờ mình muốn bét thì làm sao? Khép khẩu lại. Khép khẩu. Đúng không? Khép khẩu. Thay vì mình để khẩu 4 thì mình sẽ để là chắc phải là lên tới rồi để khẩu 10 đi. Sang cả. Ok. Đây. Cái gì? Mà sử dụng đây. Nè. Sáng nào? Ủa sao nó cháy đen? Cháy vì đây gần quá. Kéo cho nó tối xuống xíu. Đó đúng sáng rồi đó. Rồi đó các bạn thấy không? Đó như vậy mới đúng sáng đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái gì? Chúng ta sẽ thấy là cái hậu cảnh nó tối thui. Và anh Phước Trường rất là đẹp, nhưng mà chỉ có một mình ảnh đẹp thôi. Đây xong sao quên bả rồi. Đây. Zoom lên. Đây nè các bạn. Đây. Thấy không? Đó. Bây giờ là ánh sáng tập trung chủ thể, mai mốt mình sẽ là một cái phần tiếp theo là ánh sáng nè, đều chỉ có chủ thể thôi. Rồi ở trong tình huống này, ví dụ như chụp như vậy là đúng sáng rồi. Bây giờ mình tìm cái number là cái gì, khẩu độ hiện tại là khẩu độ 10.
khẩu độ 10 ha. Nè, đường coi nè, khẩu độ 10 đúng không? Và khoảng cách hồi nãy đo là 2m. Như vậy gai number này là 20. Chúng ta sẽ ứng dụng gai number 20. Trong mọi vị trí này luôn. Đúng rồi. Bây giờ đứng 1 mét thì sao? Thì đọc mét thì khẩu, không có khẩu lên là thằng mua. 20 chia cho 1 bằng 2. 20 tiếp. 20 tiếp. Ừ. Mà trong máy nó không có khẩu 20, có khẩu 22. 22. Chỉnh ánh sáng này để tới. Ok. Vậy thì sao? Vậy thì chúng ta thì chúng ta sẽ để khẩu 22 để chúng ta một cái ở một cái vị trí là 1 mét, để chiếu sáng qua chúng ta sẽ là nó không hề thiếu sáng một miếng nào hết. Mặt vẫn đúng sáng bình thường, vẫn rất ok. Dùng lên đó. Không đi xa xa đó vậy đó, nó đúng sáng nè. Tự nhiên có nhiều bóng đen á, cái máy chụp hình đó auto này nè, các bạn thấy không? Đúng sáng luôn. Thì ở đây á, nó sẽ có một cái trường hợp, nó cũng có một cái nghệ thuật của nó là chỉ có vũ thể đủ sáng thôi. Rất là nghệ thuật, chứ không phải là nó không nghệ thuật đâu. Nhưng mà có nhiều cái người á, thì người ta lại muốn á, là chụp như vậy, nhưng mà muốn là cái hậu cảnh nó lên nữa. Đúng rồi. Cái bỏ công đi ra tới Hội An chụp với lại cái chỗ mà có nhiều lồng đèn, mà cuối cùng lồng đèn nó đen thui thì đâu có vui. Đâu thì làm sao? Thì ở trong tình huống này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phương pháp là chúng ta sẽ hạ cái shutter xuống. Thay vì chúng ta để shutter đúng theo cái tốc độ ánh đèn thì chúng ta sẽ hạ cái shutter xuống. Nè, và hạ bao nhiêu? Để ánh đèn nó không bị lơ. Đúng rồi, hạ bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ nhìn vô trong cái phần này, nó sẽ có một cái thước. Đây, nó có một cái thước đo sáng, các bạn nhìn cái thước đo sáng này nè, các bạn thấy không? Đó, nó có cái thước đo sáng, thì chúng ta sẽ hạ cho tới khi nào cái thước đây này. Đâu rồi, nó mất tiền rồi. Gọi là tốc độ đó các bạn. Tốc độ. Bây giờ lên xuống, wow. À đây này, đúng rồi. Nó đang ở bên dấu trừ, các bạn nhìn kỹ nè. Đây này, nó đang 0.8 luôn đó. Nó đang qua dấu trừ nè, thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ hạ tốc xuống đó. Hạ xuống cho tới khi nào nó chạy vô số này đó, là nó đúng sáng nè. Đó, vô như vậy là đúng sáng, vô gạch giữa đậm là đúng sáng. Nhưng mà chúng ta sẽ không chụp ở đó, tại vì nó sẽ bị cháy dữ lắm. À, nó lạ vậy đó. Tốc độ. Khi chụp ban đêm hay là chụp với đèn phát đó, chúng ta sẽ cho nó báo thiếu khoảng 2. Thiếu khoảng 2. Hoặc là khoảng thiếu khoảng 1. Đây là tới đây nè. Đây là thiếu 1. Một gạch thôi, thì lúc đó ta chụp. Chúng ta sẽ có hậu cảnh. Dạ, thử lại cái nữa nha. Nhưng mà chuyện như vậy nó có việc. Chỉ mình chụp nó chậm, chậm quá thì nó lơ. Chậm nó lơ, nhưng mà vấn đề là gì? Lúc mình chụp thì sẽ ra thành. Mình sẽ ra hiệu cho cái người được chụp là đứng yên nha. Đứng yên bao nhiêu giây? Đừng có nhúc nhích nha. Chờ chừng nào cái đèn nó nháy xong rồi mới nhúc nhích nha. Rồi vậy đó. Để okay. Chụp thử nha. Đây. Cái đèn không có chân nên sẽ không. Nó hơi bị lơ hình. Nè, thấy chưa? Nó sáng lên nè. Đúng. Cái này nó tới thôi. À, vẫn y như vậy luôn. Vẫn khẩu như vậy. Ủa quên, đang khẩu 22. Sao lên không? À đúng rồi, để khẩu 22. Khẩu 22 rồi, đúng. Đúng rồi, mình để khẩu 10 thôi. Mình đo sáng lại. Với lại nãy đo sáng cũng đúng rồi. Đưa cái máy làm tay đo, làm phải trong cảnh. Tức là mình sẽ chỉnh cho cái thước đo sáng nó về không với cái cảnh mình đang chụp. Chứ không phải là đưa chỗ nào rồi mình đo cũng được. Nhưng mà đó để coi coi cái nét, cái điểm nét của nó có bị lơ không? À, hơi lơ nhẹ thôi, nhưng mà chấp nhận được. Đây nè, thấy phía sau nó sáng như ban ngày không? Nè. Đây nè. Cái trước nè, đèn thui. Thì nãy muốn hỏi anh về cái vấn đề là do xưa giờ em bị vấn đề là chụp ánh sáng và cái chỉ tốc này nó không có đồng bộ. Cho nên cái hình của mình luôn nó bị nhòe. Cái nhòe đó tại vì nhòe chậm không, quá. Đúng không? Cái tốc độ mình chậm nó chậm quá so với flash đó. Không phải, tốc độ mình chậm quá thành ra cái nó nhẹ. Khi mà mình đánh flash á là nó sẽ được cái hình như vậy. Khi mình dùng flash á thì dùng có chậm chăng nữa nó vẫn nó blur nhưng mà nó vẫn ok như thế này. Các bạn bạn được mình sẽ chia sẻ được cái này cho các bạn xem. Đây nè, cho mọi người coi. Đó, thấy không? Cái điểm nét nó blur nhưng mà nó vẫn còn nét. Nó cũng còn nét nhẹ nhẹ, đủ để chấp nhận được. Nhưng mà khi mà bạn chụp flash mà bạn chơi cái bạn làm cái tốc độ chậm như vậy đó
Thì là khi người ta đang decidem đó, đang nhảy á. Nó hơi lơ xíu, chỉnh cho thôi một xíu rồi. Khi mà các bạn chụp mà các bạn dìm cái tốc độ nó chậm xuống như vậy á, thì các bạn chụp những cái ví dụ như lúc người ta đang nhảy nhót á, hay là trong các cái party á, thì nó sẽ tạo ra những cái action rất là hấp dẫn. Bạn mặc cái đèn á, ví dụ như mình chụp xong bằng quơ cái đấy thì nó sẽ những cái shot shot shot. Các bạn có thể lên mạng search với cái từ khóa gọi là kỹ thuật chụp long exposure, tức là chụp với tốc độ chậm, chụp với tốc độ chậm nhưng chủ thể vẫn nét. Đúng rồi, thì cái đèn flash này á, nó sẽ nháy vào đối tượng và làm cho đối tượng trở nên nét, chủ thể nét và tất cả bên trong ngoài blur, và khi mình chuyển động á, thì nó sẽ lơ hơn, tạo cái hiệu ứng action. Đúng rồi, nó sẽ hấp dẫn. Hay, mình cũng đang muốn tập và nghiên cứu. Rồi, còn tổng kết đi, đầu tiên là cái gì đó. Ok, nãy giờ rồi. Nãy giờ hai anh em trao đổi nhiều chủ thể, nhiều chủ đề quá, nhiều đề tài trong cái vấn đề kỹ thuật chụp flash này quá. Thật sự là về kỹ thuật chụp flash này có rất nhiều cái kỹ năng khác nhau chúng ta cần phải bổ sung. Thậm chí là em nãy giờ nghe nhiều quá, nhưng mà bây giờ để kịch tổng kết lại là nãy giờ chúng ta học được những gì. Đó là kỹ năng chúng ta sẽ đo được gai number này của bất kỳ cái đèn nào, bất kỳ hãng nào, đèn nào. Chúng ta khi mua cái hãng đó thì chúng ta search lên trên Google coi nó có cái number là tối đa bao nhiêu, đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ áp dụng vào để nó đồng bộ từ cái flash với lại cái máy chụp Canon của mình hoặc là cái máy Sony, ví dụ đồng bộ lại. Rồi thứ hai, kỹ thuật chúng ta sẽ căng chia cái khoảng cách từ chủ thể và cái người chụp và cái khẩu độ để tìm được cái khẩu độ mà không bị cháy sáng trong hình. Đây là camera triệu phạm mới đi quay tin tức vậy. Đó, để chúng ta sẽ tìm được cái khẩu độ và cái tốc độ chính xác để chụp không bị cháy sáng. Rồi và cái kỹ thuật gì đó ta, khi mà mình muốn lấy cái hậu cảnh đó, lấy thêm cái bối cảnh dùng mình bờ sẽ dùng cái đó là đi tìm cao nhân để học nghề. Mình sẽ dùng cái tốc độ chậm để mình lấy thêm cái hậu cảnh để chứ rồi. Không nó đen thui. Lấy ánh sáng tập trung chủ thể hay là mình lấy tất cả đều sáng, đó là những cái kỹ thuật mà chúng ta cần phải bổ sung thêm. Hy vọng các bạn coi những cái clip như vậy sẽ bổ sung thêm được nhiều kiến thức cho kỹ năng nhiếp ảnh cơ bản của mình nha. Và hẹn mọi người lại một cái những video tiếp theo để chúng ta có thể bổ sung kiến thức thêm. Và ví dụ như các bạn mà có thắc mắc hay có những cái câu hỏi, các bạn cứ đặt đi comment để làm thêm những cái chính xác. Chính xác, chúng ta hai anh em sẽ cố gắng chia sẻ thêm những bí quyết về kỹ thuật quay phim cơ bản, kỹ thuật nhiếp ảnh cơ bản. Ở đây phòng VK chúng tôi có rất nhiều máy móc và sẽ có những video tiếp theo để giới thiệu cho các bạn biết là khi đi quay tin tức thì chúng ta dùng máy gì, khi quay TVC chúng ta dùng máy gì, và khi quay phim chúng ta dùng máy gì, và quay game show chúng ta dùng máy gì. Hy vọng hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nha, và nhớ ủng hộ cho anh Lương Quang Trung, một nhiếp ảnh gia ẩn định trong công ty này. Bye bye.